Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá.
nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Anh có nắm thật chặt đôi tay của em còn chẳng, và anh xin lỗi em. Em biết anh yêu cô ta, dẫu em những hôm không về nhà, dẫu em từ trong anh mất, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Anh sẽ đứng im anh nhìn, xem trái tim anh sẽ chịu đựng được một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc. Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai, từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài. Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có, nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an. Giữa con phố buồn có hai người, và dấu chân anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có,
trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu. Mình đứng ở giữa con sông, mình cố gắng sẽ không khóc, mà nước mắt cứ vô thức rơi trên bờ mi em. Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai, từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài. Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có, nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 nhé.